không như ước mơ lòng người. Cuộc đời xô đẩy mình để dã rời, còn lại gì người yêu đã mất, tình yêu đến trong cơn mưa buồn, rồi heo hắt, rồi bơ vơ cho đến bao giờ. Ngày tôi quen biết em lần đầu, mặt trời hôm ấy bỏ trốn nơi nào, và đường về trời mưa tầm tã, sợ buốt giá đến ôm vai gầy, sợ tiếng gió quyện lời tâm tình xa bay. Làm sao biết được ý trời, làm sao biết được lòng người, làm sao ai biết tình tôi, sợ nó tình yêu vô cánh bay đi, người yêu sẽ khóc chia ly, mình tôi đưa đón ai về. Rồi một hôm gió đưa thiệp hợp, người tình năm cũ giờ bước theo chồng, trời thì buồn mình tôi lầm lũi, đội mưa gió bước đi âm thầm, lòng vẫn nhớ gọi thầm tên em.
Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Các bạn yêu bộ môn loa kèn Antech. Hiện tại tôi đang có mấy cặp củ kèn cho A7, gồm có cái củ 802-8D, 802-8G, 808-8A và cái củ 807-8A và 806A. Đó. Trước khi sờ vào cái này thì phải vệ sinh qua tay cho đỡ mồ hôi tay á. Không thì mồ hôi tay vào nó thâm hết cái củ này đi. Đó. Mà hiện tại tôi các bạn vừa nghe là tôi test cái cặp củ 807-8A này là test thẳng trực tiếp qua amply, không qua phân tần. Đó, phải test như thế thì mới biết được là cái củ nó tốt hay không, nó có rè hay không. Đó. Những cặp củ này tôi đã bảo dưỡng. Đã bảo dưỡng lại rồi và chất âm nó về được cái mức thang chuẩn chuẩn luôn. Rất hay. Đấy, các bạn nghe các bạn biết. Một số cặp củ này tôi có một cái suy nghĩ, đây là của riêng cái cá nhân tôi thôi, còn tất nhiên là những người chơi thì đều rất giỏi và đều có quan điểm riêng của mình. Nhưng tôi có một cái ý kiến theo cái kinh nghiệm của tôi ấy. Các bạn biết, nếu các bạn đã theo dõi cái kênh của tôi ấy, thì các bạn thấy rất ít khi tôi lắp những bộ kèn A5 trong nhà và những bộ kèn 511. Thường tôi hay lắp những cái bộ kèn 811. Vì cái phòng của tôi nó rất nhỏ, nó chỉ diện tích khoảng 20m2 thôi. Thế 20m2 thì mình chơi ở cái tầm đúng theo cái riêng cái phòng đó thôi, chứ mình cũng không lên lắp cái kèn nó lớn quá và cái củ nó lớn quá. Ở trong cái nhóm cái củ này thì tất cả Antech rất tự hào đều là sản xuất phục vụ cho nhà hát, thì tất cả củ này đều hay, chứ không thể nói củ nào hay củ không nào không hay được. Và phục vụ mục đích thì là ví dụ như những củ lớn, là những củ có làm châm lớn này, hết số 37 thì người ta phục vụ cho những cái lời nó rộng hơn, diện tích nó rộng hơn, ở cái lời dạp hát nó lớn. Còn những cái củ 807 này thì có thể nó lắp ở những cái lời nó nhỏ hơn, phục vụ ở chơi nơi nó nhỏ hơn, nhưng nó cũng lắp cho A7 nhé các bạn nhé, lắp cho A7. Thế tại sao nhà tôi hay lắp cái kèn 811? Bởi vì cái phòng của tôi nó nhỏ, tôi không lắp kèn to. 811 nghe cũng đã là rất hay rồi, hoặc là những củ A7 này cũng là củ 807 này, 806 này cũng là rất hay đấy, chứ không cứ là phải chơi hết số. Bởi vì nhiều bác là cứ hay chơi hết số, đôi khi cái phòng mình nó không đủ lớn ấy, mà chơi hết số ấy, thì nó sẽ hay bị la, hay bị ồn. Tất nhiên cái la cái ồn ấy thì mình sẽ xử lý được đấy, thì bắt buộc là phải xử lý cái phòng, hoặc là âm ly, hoặc là phân tần. Nếu mình xử lý qua phân tần để cho khỏi la ở cái củ lớn và cái kèn lớn thì thành ra mình bóp miệng cái củ lại, thành ra mình dùng hiệu suất cái củ lại không được cao. Đấy là quan điểm của tôi. Còn như nhà tôi dùng ấy thì tôi dùng hãy cùng dùng những củ 806 hoặc là 807 này cũng rất ok, bởi vì là nó vừa, nó là sản xuất cho A7 nha các bạn nhé, không đừng coi thường những cặp củ này. 807-8A hoặc 806 này thuộc những năm 70-75, A7 là trừ 8 và A7 16 ohm đều có những củ 806 và 807-8A. Đây trong cái sách của tôi, các bạn nhìn nhé. Đây. Đây là của những năm 70-75. Thì Antech có cho ra cái mẫu A7-8, rất nhiều A7-8. Tốt. Đây các bạn nhìn theo tay tôi đây này. Thì người ta A7 đây, trừ 8 đây. Đó. Người ta có lắp củ 807-8A. Đó. Và có lắp cả củ 806A, do 16 ohm còn 8 ohm là 807-8A. Thì cái bát của nó vẫn là bát 416-8A. Đó. Đương nhiên cắt cho 800, bởi vì là thường thường là cắt những củ bé này thì là cắt 800 thì đương nhiên nó phải cắt phân tần L801-8A. 806 cũng vậy, thì nó hay cắt cho cái phân tần L800D. Đó. Thì đương nhiên là nó đi với kèn 811. Đó.
Thì quan điểm chơi của mỗi người, ví dụ như ý tưởng của ta chơi, ta nên cắt khi đầu tiên ta chọn mục đích, ta chơi một bộ cấu hình hay chơi một cặp củ. Ví dụ như mình nên ý tưởng cắt cho nó 800 hẹp thì mình cũng không nên chọn những củ nó lớn quá. Bởi vì lớn quá như thế mình dùng không hết hiệu suất. Ví dụ như cái củ 808 trừ 8A này, hoặc 802 trừ 8D này rất nặng, là nó cắt về 500 hẹp, nhưng mình dùng mà mình cắt 800 hẹp thì nó cũng hơi phí đó. Và cái củ này là củ 807 trừ 8A, và củ 806A này, 806A là 16 ôm đấy, thì mình cắt 500 là không được. Nếu mà chọn ý tưởng mà tôi mua về tôi dùng ý tưởng là cắt 500 thì không nên dùng những củ này, bởi vì là những củ này nó không xuống được 500 đó, nó 800 đến 20.000. Thế nếu mà mình ý tưởng của mình chơi chơi ở đồ nhà mà mình bảo là mình chơi từ 800 trở lên thì tội gì thì chơi cũng củ 807 hoặc 806 là tuyệt vời. Và nhất là cái phòng của ta nếu như không đảm bảo diện tích nó lớn mà chỉ ở nghe những cái phòng giới hạn 30 mét vuông trở lại thì mà cắt 800 trở lên, bởi vì là bây giờ càng về sau Antech cải tiến lại người ta cắt rất cao, người ta cắt kể cả những đôi 19 người ta cắt đến 1.200 ấy. Đấy, nó cắt rất cao chứ không cắt thấp nữa. Những đời đầu tiên thì lại cắt 500, xong đời thứ hai nó cắt 800, xong về sau nó cắt toàn 1.000 với 1.200, xong đến những cái cặp đồng trục nhé các bạn nhé, những cặp đồng trục có những cặp nó cắt đến 3.000 đấy, cái bát nó gần như làm toàn giải đó. Và cặp cặp đồng trục như 605 604E thì nó cắt đến 1.500 và 1.600 hẹp cơ đấy, chứ không phải cắt về 800 hẹp nữa. Tức là càng cắt thấp thì cái loa chung mình làm việc càng lớn. Như vừa xong tôi test thử thẳng trực tiếp đây này, thì là nghe nó thẳng trực tiếp thì tiếng nó lớn. Tất nhiên là mình phải vặn ở mức độ vừa phải, không nó cháy. Còn không, đây là chỉ để test thôi, không ai người ta nghe trực tiếp như này, nghe phải qua phân tần. Đấy, để test để biết chất lượng cái củ thôi. Đó. Thì đấy là cái ý tưởng của tôi, các bạn hiểu không? Tức là nếu như cái phòng mình không lớn quá mà mình ý tưởng của mình mà chỉ cần dùng đến 800 thì mình không cần thiết phải chơi những củ hết số. Thực ra dân mình là hay cầu toàn quá, là cái gì cũng phải hết số, nhưng thực ra mình đã dùng hết công năng của nó chưa? Đó. À, nhiều nhiều bác phòng rất nhỏ nhưng chơi A5. Chơi A5 thì nó la, nó ồn thì bắt buộc phải điều chỉnh. Điều chỉnh thì thành ra là mình điều chỉnh vô hình, để mình bóp cái củ lại. Thì cái củ nó làm việc không hết hiệu suất, bởi vì các bạn biết A5 ấy, nó kê ở ngoài quảng trường đó. Còn những cái cặp này 802 trừ 8D này, những cái củ lớn này nó kê ở trong sân khấu. Sân khấu lớn hàng nghìn mét vuông, rất lớn, mấy nghìn mét vuông rất lớn. Thế bây giờ ta ghép vào trong nhà ta, mà ta đánh có mấy watt, mười mấy watt thì nó đáng là bao nhiêu đâu, không đáng bao nhiêu cả. Nên đâm ra là tôi đánh giá những cặp củ như 807 hay 806 là rất hay. Chứ không đấy, các bạn vừa biết đấy, tôi vừa test đấy, rất trầm ấm và rất hay. Còn so sánh giữa các củ thì tôi đánh giá cặp củ nào cũng có hay của nó, không có một cặp củ nào hay hơn cặp củ nào. Còn cái bài so sánh thì các bạn có thể xem lại những bài trước tôi đã test những củ lọ củ kia, và củ này củ kia là tôi đã test rồi, chứ không phải là chưa test. Hôm nay tôi chỉ test cái bộ củ 807 trừ 8A thôi, để cho đỡ mất thời gian của các bạn, vì bây giờ đã là mấy chục mười mấy phút rồi. Video làm dài quá thì các bạn này không muốn xem. Thế và cái khâu quan trọng ấy là cái cặp củ các bạn mua về nó có zin hay không và đã được bảo dưỡng hay chưa. Quan điểm của tôi vẫn là khâu bảo dưỡng rất quan trọng. Đây nhá, đây là một cặp củ 807, các bạn nhìn này, bẩn thỉu, rất đẹp, cặp củ này rất đẹp luôn đấy, mốc xì. Tôi mua tôi vừa tháo ở thùng ra đó, vừa tháo thùng ra đó, thì tôi sẽ thử. Trước nay tôi cứ nói về bảo dưỡng nhưng mà tôi cũng chưa có chứng minh cho các bạn là trước bảo dưỡng nó như thế nào. Thì hôm nay tiện có cái cặp củ này trước bảo dưỡng thì các bạn nghe thử cái chất âm nó xem có nghe được không. Đó. Đây, nguyên như này chưa chưa lau chùi gì cả, lau chùi lên cặp này cực kỳ mới. Đó. Nhưng mà đây các bạn có thể nghe thử nhé. Đấy thì quan điểm đây là ý tôi cái ý tưởng của tôi ấy là, cái là cái quan điểm của tôi là mình qua mình va chạm nhiều thì là mình dùng đủ thôi, chứ không không cần thiết rằng là mình phải dùng nó thừa thãi quá. Ý như tôi như là ví dụ như đấy, các bạn thấy đấy, cái phòng nhà tôi nó nhỏ 20 mét vuông, hơn 20 mét vuông, thì
Xưa nay tôi vẫn chỉ chơi những kèn 811 củ 806A cho cấu hình 16 ôm. Thế thôi. Chứ còn rất ít khi tôi lắp những củ lớn hơn. Củ lớn hơn tôi chỉ bắt đầu tôi test cho khách thôi. Tại vì là mình biết cái giới hạn của mình nó như thế nào. Mình chơi vừa đủ. Tôi cũng thỉnh thoảng cũng lắp những kèn lớn hơn vào thì nó la nó ồn thì mình bóp phân tần lại thì thành ra mình dùng không hết hiệu suất của cái củ. Đó. Đấy là cái quan điểm của tôi, còn tùy các bạn. Tất nhiên là nhiều bạn thì về thì mình xử lý cái phòng. Nhất máy nhì phòng, cái phòng rất quan trọng. Nếu mà nó la nó ồn mình xử lý cái phòng, phòng mình tốt thì nó không la nó ồn nữa. Đó. Còn nếu cái phòng không tốt thì mình phải tính. Mà hai là không phải vì cặp củ kèn hay một cái đôi loa về xong lại phải sửa cả cái phòng mất bao tiền. Đấy, mình chơi làm sao cho nó ngon bổ rẻ và hiệu quả. Thế đây tôi sẽ về cái vấn đề bảo dưỡng. Tôi sẽ nói về vấn đề bảo dưỡng. Thì đây một cặp củ 807 tôi mua về đây. Tôi sẽ thử cho các bạn nghe xem là nó trước khi bảo dưỡng nó như thế nào. Đây. Sau bảo dưỡng. Thì không kêu. Một củ thì về thử tịt không kêu, không biết là nó tuột ở đâu. Đó bạn thấy một củ không kêu, đây có một củ thì kêu. Một củ thì kêu đây. Bạn nghe tiếng như thế này thì nếu mà về mà chơi luôn thì không thể chơi được thì lại đau đầu chăn trở. Sợ buốt giá đến ôm vai gầy. Sợ tiếng gió quyện lời tâm tình xa bay. Làm sao biết được ý trời. Làm sao biết được lòng người. Làm sao ai biết tình tôi. Các bạn nghe thấy nó rè không? Đấy, gần như là 100 cặp củ về, gần như là phải đến 90 cặp củ đều bị. Các bạn thấy nó rẻ rất mới, trong thùng luôn, bóc thùng ra đây. Này, trước bảo dưỡng đây, bắt buộc phải bảo dưỡng, căn chỉnh lại thì nó mới hay được. Này. Sợ nó tình yêu vô cánh bay đi, người yêu sẽ khóc chia ly, mình tôi đưa đón ai về. Gió đưa thiệp hợp với tình năm cũ giờ bước theo trường. Trời thì buồn mình tôi lầm lũi đội mưa gió bước đi âm thầm lòng vẫn nhớ gọi. Cặp củ này nó rè là rè phần trung trầm chứ nó không phải dè về phần tép. Có những cặp củ nó có dè phần tép thì nghe nó cứ rít này, nó cứ rè bên cạnh. Còn cái cặp củ này nó bị trung trầm, nó bị vỡ tiếng, bị dè đó. Thế thì tôi mới nói là vấn đề là tất cả những củ này về, nhiều bạn bảo là cứ làm sao cũng phải bổ ra, phải bắt buộc phải bổ ra làm thế mới hay. Chứ còn để mà nguyên zin tu vít ốc của nó nguyên zin như này về thì lại gãi đầu gãi tai, mà lại
có chuyển cho anh em chơi thì bảo: ơ bạn ơi, em ơi, anh ơi, sao nó lại thế này, sao lại kia, cứ loanh quanh mãi vẫn chưa thấy ưng ý. Đấy, còn với tôi quan điểm khi đã test xong, các bạn nghe thử ban nãy tôi test cái cặp củ này, khi đã bảo dưỡng xong thì kể cả 807 hay 806 hay 808 trừ 8A, tùy từng phòng và tùy từng quan điểm mình cắt tần cho nó bao nhiêu hẹp chơi vẫn là rất hay. Nên ra mình không thể chê được là củ nhỏ hay củ to. Củ các bạn lưu ý là những cặp củ này nó có 13.000 gâu, còn cặp củ này nó là 15.250 gâu. Đấy, nó dày hơn rất nhiều. Đấy là 802 trừ 8D này, và 808 trừ 8A nó là 15.250 gâu, đó là củ lớn nhất của A7. Nhưng mà mình có cần thiết phải chơi đến như thế không nếu như mình chơi kèm thêm với một cặp loa khác? Còn nếu đúng chuẩn A7 mà mình chơi thùng to ấy, mà mình chơi thùng 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 828 hoặc là thùng đúng của thùng có horn của nó, thì đương nhiên thì phải kèm 511 củ 808 trừ 8A hoặc 802 trừ 8D rồi. Thế như ý tôi nói là cái phòng mình nhỏ mà mình lắp thêm thì mình nên cân nhắc. Đó, thì cũng không cứ rằng là thế ra như thế thì tốn tiền bạc, bởi vì là nếu như mua những củ to thì nó rất đắt. À, rất đắt thì nó thì tốn tiền bạc thôi. Mình mua chơi những củ vừa phải này cũng là rất hay rồi, mà cái phòng của mình vừa phải 20-30 m² với mấy cặp kèn 811 hoặc là 511, nếu mà cắt 800 811 rất hay. Đó. Cắt đúng phân tần zin của nó là rất hay. Đó. Thế, hôm nay tôi muốn chia sẻ có mấy cặp củ cho A7. Đây, thì muốn chia sẻ một số cái ý nghĩ về về cái quan điểm chơi. Đấy là quan điểm của tôi thôi, còn tất nhiên là các bạn thì không ai có thể quyết định thay các bạn được. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Video của tôi đến đây là hết, các bạn có thể tham khảo. Tôi có một số cặp củ 807 trừ 8A, 806A rất đẹp, rất mới. 808 trừ 8A, 802 trừ 8D và 802 trừ 8G. Đó, tùy theo mức độ các bạn dùng ở mức độ nào thì bạn cân nhắc nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.